bộ phim đầu tiên, đó chính là bộ phim Kiều của đạo diễn Mai Thu Huyền. Chị Mai Thu Huyền hình như là lần đầu tiên làm đạo diễn đúng không? Đâu, lần thứ hai rồi. Phim đầu tiên mà chị Mai Thu Huyền làm đạo diễn là năm 2017 hay là 18 gì đó, là phim Giấc Mơ Mỹ. À, nhưng mà nếu mà như vậy thì Kim Thanh đánh giá là cái tay nghề tiến bộ hơn. Nhưng mà cụ thể như thế nào thì Trần Xuân Phúc sẽ đề cập với chúng ta. Thì phim Kiều này mọi người nhớ nha, là lấy cảm hứng từ truyện Kiều của Nguyễn Du chứ không phải là dựa hoàn toàn 100% trên truyện Kiều, nên những cái chi tiết trong bộ phim được thay đổi khá là nhiều để làm mới tác phẩm này. Về kịch bản thì có sự sáng tạo, có sự thay đổi cũng khá nhiều, nhưng mà nó khá là lan man, câu chuyện không có một điểm nhấn nào hết, và nhiều khi mình cũng không biết được nhân vật chính trong bộ phim này là ai. Mình nghĩ là cái nhân vật mà được phát triển tốt nhất chắc là Đặng Tiên đó. Mình cũng không hiểu tại sao lại phát triển nhân vật này nhiều, trong khi nhân vật của Kiều thì gần như là không có nhiều sự đầu tư cho lắm. Phục trang này kia cũng gọi là đẹp, có đầu tư, âm nhạc cũng tốt. Tuy nhiên thì phần màu sắc của bộ phim có phần chỉnh màu hơi tệ chút xíu. Nó mang màu sắc giống như một TVC, một quảng cáo hay là một bộ phim truyền hình cũ hơn là một cái bộ phim điện ảnh. Và phần diễn xuất trong bộ phim này nếu nó tròn vai thì cũng không phải, mà là mỗi người diễn một kiểu và đạo diễn không thể kết nối được cách diễn của từng người. Nếu như mọi người xem phim Kiều này với một cái tinh thần là tò mò muốn xem chữ cho biết thì ok. Còn nếu như mọi người xem cái bộ phim này trong tâm thế là hy vọng bộ phim sẽ hay, sẽ mang đến một cái trải nghiệm gì đó gọi là trải nghiệm điện ảnh, thì mình nghĩ là mọi người nên cân nhắc kỹ trước khi đi xem bộ phim này. Và trên 2 điểm 10 thì Phúc chỉ cho bộ phim này 5 điểm trên 10 thôi. Nhìn nhận một cách công tâm á, thì đã có một cái sự tiến bộ của chị Mai Thu Huyền. Có một phần là nể chị, là chị đã làm rất là nhiều tác phẩm. Có thể là cái số lượng người ghi nhận hoặc là yêu thích nó không nhiều, nhưng mà chị luôn có một cái sức hút rất là tốt trong việc kêu gọi đầu tư. Là luôn có những cái phần kinh phí để có thể là thể hiện được những cái ước mơ của chị về điện ảnh. Và chị cũng có một dàn diễn viên rất là cống hiến cho phim, và họ rất là yêu quý bộ phim. Họ quảng bá cho bộ phim rất là nhiệt tình. Và cũng có những người ở trong giới điện ảnh yêu thích bộ phim này. Tức là mình cũng ghi nhận được là những cái là bộ phim đã làm được. Tuy nhiên xét về một cái giá trị khác đối với công chúng đến rạp, thì bộ phim chưa chắc nhận được cái sự đồng cảm từ mọi người. Thôi thì mình sẽ để cái phần đó cho mọi người quyết định. Nhưng mà nó sẽ tùy thuộc gu rất là nhiều. Ví dụ như những ai thích chị Mai Thu Huyền từ Ngọn Nến Hoàng Cung, chúng ta thích kiểu phim đó, có thể là biết đâu sẽ thích bộ phim này. Không, bây giờ chị Mai Thu Huyền là em công nhận là mới đây cũng có mấy người đồng nghiệp hỏi em là họ chưa được xem Giấc Mơ Mỹ, thì phim đó cũng thấy là bị phản ứng tiêu cực nhiều quá. Tại sao chị Mai Thu Huyền vẫn là đầu tư làm tiếp bộ phim thứ hai? Có phải là chị giàu lắm không? Thì em lúc đó cũng mới nói là thật ra giàu hay không quan trọng, mà em tin chắc là chị Mai Thu Huyền là một người rất là mê đóng phim và yêu làm phim nữa, cho nên là kể cả có tiền hay không thì người ta vẫn sẽ làm cái gì người ta muốn thôi. Cái này thì đây là một cái khía mà tích cực, thì em công nhận là về cái mặt chuyên môn thì mình không nói, nhưng mà nếu mà vì yêu điện ảnh mà vẫn làm, và những bộ phim rõ ràng là Kiều mình nhìn vào mình thấy là phim cũng có kinh phí cao chứ không phải thấp, thì đó là một cái gọi là gọi tích cực tươi sáng của bộ phim này. Và từ Giấc Mơ Mỹ đến giờ thì bộ phim cũng đã tiến lên một bậc về tay nghề làm phim, thì biết đâu chị làm vài phim nữa thì nó sẽ tốt hơn thì sao? Quan trọng là chị vẫn có đủ vốn để làm chứ mấy ai mà đam mê mà chịu bỏ tiền ra như vậy đâu. Đúng rồi, như và là... quan trọng là cái đam mê đó. Nếu mà không đủ đam mê thì rõ ràng là người ta thiếu gì cách để kiếm tiền. Đúng rồi, với số tiền này có thể đầu tư làm chuyện khác kiếm tiền dễ hơn rất là nhiều. Vâng, và bộ phim Kiều nhắc lại là hạn chế các khán giả dưới 18 tuổi. Và chúng tôi tiếp tục với bộ phim thứ hai là Mortal Kombat, Cuộc Chiến Sinh Tử. Phim này thì Thọ rất là thích mà chưa xem, nhưng mà Kim Thanh cũng nói là Thọ nên đi xem bộ phim này đi. Tại vì Kim Thanh xem rồi và rất là thích. Chỉ có điều là cái phần mà đánh nhau ghê rợn quá bằng kiếm Nhật á, nó hơi bạo lực á. Nhưng mà cái đó đang là điểm mà những người mà từng chơi cái game này, thích cái game này, họ tò mò không biết là cái bản Việt Nam có được giữ nguyên hay không đó. Nghe nói có cắt mà cắt không đáng kể, không ảnh hưởng gì hết. Cho nên là những cái cảnh rất là ghê vẫn còn ở trong phim rất là nhiều, cho nên là mới hạn chế khán giả dưới 18 tuổi đó.
Nói chung xem bộ phim này thì để não ở nhà, chỉ cần thưởng thức và giải trí thôi. Mà thật ra đây là một cái phim mà nó cũng là một cái phim về một cái franchise đã lâu đời, tương tự như Godzilla với Kong thôi. Và nó là một cái game mà xưa lắm rồi, em chơi từ hồi nhỏ rồi. Nó đã từng đã có hai phim trước đó vào năm 90 mấy. Và bây giờ đây là một phiên bản mới được làm lại bởi nhà sản xuất James Wan. Cho nên đó là những cái điểm mà em rất là chờ. Thứ nhất là James Wan làm phim chắc chắn là hút khách đó. Và cái sự mà máu me hay là cái mức độ kinh dị và cái cách để phù hợp với cả người Mỹ lẫn người châu Á thì rất là tốt. Cho nên là em rất là chờ đợi. Mà chưa kể là các nam diễn viên trong phim này phải nói dùng từ là mờ lem ai cũng rất là đẹp và rất là thu hút luôn đó. So với rất là nhiều bộ phim mà chuyển thể từ game thì Kim Thanh đánh giá bộ phim này chuyển thể thành công, nhưng mà cụ thể như thế nào thì Trần Xuân Phúc sẽ đề cập. Về bộ phim Mortal Kombat có từ tiếng Anh là cuộc chiến sinh tử, thì đây là một cái bộ phim dựa trên một cái game cùng tên của hãng Warner Bros luôn. Và cái game này đã từng được dựng thành rất là nhiều phim và TV series trước đây. Nổi tiếng nhất chính là phim phiên bản phim năm 1995. Thì với phiên bản phim của năm 2020 thì cái câu chuyện nó đã thay đổi khá là nhiều so với cái câu chuyện của phim phiên bản năm 1995. Và lần này nó cũng chính xác hơn và nó có nhiều diễn viên châu Á và đóng đúng vai hơn. Là phiên bản năm 95 là dùng tất cả diễn viên da trắng để mà thay thế các vai diễn. Bên cạnh đó thì là phiên bản năm 2021 thì cũng được đầu tư hơn về mặt kỹ xảo này kia thì xem khá là ok. Nếu mà là một phim chuyển thể từ game thì chúng ta không thể yêu cầu nó phải là một cái phim nó quá hay được, nó không có một cái nội dung hay, và đó là điểm chung của tất cả các phim chuyển thể từ game rồi. Nên việc chúng ta đi xem phim này để giải trí, để đánh đấm thì ok. Và mình nghĩ là nếu mà các bạn thích phim hành động, thích phim bom tấn chiếu rạp thì có thể ra rạp để xem phim này để giải trí thôi. Còn nếu mà mọi người mong một cái bộ phim nó quá sâu sắc thì chắc chắn bộ phim này sẽ không đáp ứng được. Và trên thang điểm 10 thì phúc cho bộ phim này 6.5/10, và phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi. Chúng tôi tiếp tục với bộ phim Bản năng hoang dại. Phim này thì không có premiere cho nên là Thọ sẽ giới thiệu sơ qua. Đây là một phim thuộc thể loại hồi hộp và khoa học viễn tưởng, nói về một cái tương lai không xa khi mà nhân loại đang trên bờ vực diệt chủng. Một nhóm thanh thiếu niên được nuôi dưỡng để phục vụ cho mục đích khai thác trí tuệ và chấp nhận sự sai khiến. Họ bắt đầu một chuyến hành trình thám hiểm khai phá một hành tinh xa xôi khác. Nhưng khi họ phát hiện ra bí mật được chôn giấu đằng sau nhiệm vụ cao cả này thì tất cả bắt đầu kháng cự lại việc huấn luyện và bắt đầu để bản năng nguyên thủy lấn chiếm cảm xúc. Khi vận mệnh của cả phi đoàn rơi vào hỗn loạn, họ bị chôn vùi trong sợ hãi, ham muốn và cơn khao khát quyền lực. Đây là bộ phim mà có cái poster em nghĩ là khá thu hút với em. Thì khi mà em xem thử trailer thì dù nó không có cuốn hút lắm, nhưng mà em nghĩ cái đề tài nó cũng khá là thú vị, dù nó cũng không phải là mới. Đó là nói về cái việc mà con người trong một cái tương lai khi mà họ được nuôi để mà triệt tiêu cảm xúc thì sẽ như thế nào. Thì về gốc gác cơ bản thì cảm xúc cũng sẽ trở thành cái thứ trỗi dậy và phản lại cái mệnh đề ban đầu thôi. Xem cái trailer thì cái âm nhạc và những cái hình ảnh được gắn kết rất là cuốn á, thì không biết phim chất lượng như thế nào. Và phim này thì là có Lily Rose Depp, là con của Johnny Depp đóng, thì cô bé cũng khá là xinh và mấy bạn nam chính cũng khá là đẹp. Ngoài ra còn có Colin Farrell nữa, cho nên là em cũng hơi tò mò dù chưa có động lực để đi xem cho lắm. Colin Farrell cái dạng cách như vậy thì chắc là đóng vai phụ, vai kiểu là vai hướng dẫn, người hướng dẫn cho mọi người, khách mời trong phim thôi. Phim này hạn chế các khán giả dưới 16 tuổi. Và tiếp tục đó là bộ phim Bàn tay diệt quỷ của Hàn Quốc. Kim Thanh nghe nói là bộ phim này thì lại là có xuất hiện ở trên trực tuyến rồi. À, phim này thật ra là phim chiếu rạp ở bên Hàn Quốc từ năm 2019, nhưng em không biết tại sao bây giờ ở Việt Nam mới chiếu. Và hồi xưa em cũng khá là muốn xem nhưng không ai mua về chiếu, cho nên em đã mua vé để đi xem. Tức là Thọ đã xem bộ phim này rồi. Dạ. Wow. Thật ra phim này thì Kim Thanh tò mò khi mà có Park Seo Joon á. Park Seo Joon cũng thích, nhưng mà em thích cái bạn giai phụ Woo Do Han hơn, nên là em đã đi xem. Ok, thôi cụ thể như thế nào giờ Thọ nói đi nha. Khi xem phim thì thứ nhất là rất là bất ngờ với hình ảnh của phim, bởi vì phim có những cái khung hình được thể hiện mà mình thấy là rất là khá là tới bến á. Cục kiểm duyệt đã cởi mở hơn rất là nhiều, cho nên đây thứ nhất là một điểm cộng, bởi vì xem phim có những cái hình ảnh nó rất là epic, rất là hoành tráng, và nó rất đúng tinh thần của bộ phim là một cuộc chiến
với đức tin. Thì phim này là nói về một cậu bé tên là Jong-hu do Park Seo-joon đóng. Thì Jong-hu khi mà cha của mình bị chết trong một tai nạn, và Jong-hu đã cầu nguyện rất nhiều với nhà thờ nhưng mà cha vẫn không tỉnh lại. Thế là từ đó cậu không tin vào Chúa, chính xác là cậu oán hận Chúa. Nhưng mà trớ trêu thì một người oán hận Chúa lại có xuất hiện trên tay những cái dấu vết mà cứ đêm đến là những cái đó nó sẽ chảy máu, làm cậu đau đớn rất nhiều. Cho đến khi cậu gặp được một vị cha xứ đến từ Vatican cho cậu biết là những cái vết trên tay của cậu là giống như là một cái dấu ấn của Chúa, để cậu có thể dùng nó để mà tiêu diệt quỷ. Bởi vì lúc đó Seoul đang có một cái sự thống trị của một linh mục bóng tối có thể điều khiển tâm hồn con người khiến họ trở thành ác quỷ. Và đó là hành trình của một cậu bé đã trở thành một chàng trai oán hận Chúa Trời nhưng mà lại mang sứ mệnh của Chúa. Thì cái nội dung này ở Hollywood làm cũng đã lâu rồi, nhưng mà với điện ảnh Hàn Quốc thì điện ảnh thì có lẽ là cũng ít. Và cái sự tiến bộ về mặt hình ảnh cũng như là trong cái việc mà đẩy tới cùng những cái tình tiết bạo lực, đẫm máu và có phần kinh dị khiến bộ phim này đạt được cái ý đồ của đạo diễn mong muốn, đó là cuộc chiến của đức tin khi mà đưa ra hai bên là Chúa Trời và quỷ dữ. Và theo như phần cuối của phim thì có lẽ là tham vọng của nhà sản xuất là muốn làm nhiều phần sau, bởi vì đã hé lộ một cái thông tin cho phần tiếp theo có tên luôn là The Green Exorcist, tức là thầy trừ tà màu xanh lá cây á. Nhưng mà đến nay là năm 2021 thì vẫn chưa có thông tin bấm máy bộ phim này, thì không biết là nó có được thực hiện hay không. Nhưng theo cái kinh nghiệm của mình đoán dựa trên câu chuyện thì có vẻ như tham vọng của nhà sản xuất không chỉ dừng ở hai phần mà rất nhiều phần, bởi vì cái phần phim của Park Seo-joon này dường như chỉ là một trong 12 tông đồ của Chúa thôi. Và nếu thật sự bộ phim làm được một cái series điện ảnh dài như vậy thì có lẽ mình nghĩ nó cũng sẽ là một cái gì đó rất là ấn tượng cho điện ảnh Hàn Quốc. Nhưng tất nhiên thì mình cũng nghĩ đến việc tại sao là bộ phim lại lâu như vậy, không có một cái ý định hay là một cái thông báo về phần 2. Và cái danh tiếng của bộ phim này cũng không quá nhiều, là bởi vì thật sự là cái chất lượng phim mình cảm thấy là không tốt. Tức là nội dung như mình nói thì nó rất là ấn tượng, nhưng mà cái cách dàn dựng của phim nó lại thiếu cái tính điện ảnh trong cách kể chuyện. Tức là một nhân vật mà kiểu vừa hoài nghi bản thân nhưng lại vừa có một sức mạnh rất lớn, rất là thường thấy trong những bộ truyện tranh á, thì cái việc mà vừa chiến đấu một cái cách bất đắc dĩ là mình phải chiến đấu, và trong những cuộc chiến đó mình nhận ra cái sứ mạng của mình, thì nó lại hợp với cách thể hiện phim truyền hình hơn. Còn điện ảnh thì gần như chúng ta phải theo cái cấu trúc ba hồi, là buộc cái cậu này là phải nhận hiểu hết được cái vai trò của mình, sau đó là lao vào một cuộc chiến, thì nó mới có cái tính tăng dần của một cái bộ phim mang tính điện ảnh ba hồi ở ngoài rạp. Nhưng mà cái bộ phim này thì lại không làm cái điều đó, nó kể chuyện theo tuyến tính của một bộ truyện tranh dài tập, một bộ phim truyền hình dài tập, cho nên nó khiến cho những cái trận trừ tà, những cái trận đánh rất là kịch tính, rất là hấp dẫn, được rải rác trong phim có đến 3-4 đoạn. Thì sau những đoạn đó thì nó lại quay lại những cái đoạn trò chuyện, những cái đoạn mà nói về nhân vật, sự phát triển tâm lý. Mình cảm thấy là nó bị dư thừa và lòng vòng. Nó không có những cái gì quá mới, tức là mức độ tâm lý nó cũng không phải tăng dần, mà nó cứ kể lể và xoay đi xoay lại cái việc để dẫn đến cái trận chiến cuối cùng. Cho nên là mình thấy đây là một cái cách kể chuyện bị sai, nó không đúng với điện ảnh. Nó làm cho phim có nhiều đoạn rất là chán, dù những cái đoạn đánh nhau thì rất là hay. Cho nên là thật sự là cái việc mà ra rạp của phim vào cái thời điểm này thì mình thấy là nó khá là trễ nải. Chắc chắn là những người mà biết bộ phim này thì có lẽ phần đông là họ đã xem phim lậu hết rồi. Đó là phía Việt Nam nha. Còn phía Hàn Quốc thì mình vẫn mong là phim sẽ được làm tiếp những phần tiếp theo, bởi vì tiềm năng câu chuyện này rất là lớn. Và chưa kể là concept của bộ phim về tôn giáo, về đức tin thì thật sự là không nhiều, và mình thấy phim này khai thác được khá là tốt điều đó. Và đặc biệt là cái bạn nam phản diện mà Woo Do Han mình thích đó, đóng vai phản diện, thì bạn có một cái nét đẹp rất là siêu thực, và nó vừa tà ác mà nó vừa quyến rũ, mà mình nghĩ là rất là nhiều người thích đó. Nếu mà các bạn tò mò thì có thể đi xem phim này, và có thể xem thêm phim Save Me ở trên Netflix cũng rất là hay. Và phim này thì mình chấm 6.5/10. Vâng, xin được nhắc với các thính giả đó là Bàn Tay Diệt Quỷ hạn chế các khán giả dưới 18 tuổi. Và tiếp tục đó là bộ phim hoạt hình Jose Nàng Thơ Khi Yêu. Nếu mà các thính giả nhớ lại thì năm 2020 chúng ta đã có một cái Jose rồi. Jose đó là của Hàn Quốc. Đúng rồi, và tên ở Việt Nam đó là Jose Nàng Thơ Của Tôi. Thì có Nam Su Hiếu đóng rồi, là anh chàng đóng The Lies In Your Eyes rất là hay, nhưng mà đóng các phim khác đơ đó, đóng Star Up Đơ đó. Một cặp The Lies In Your Eyes trong phim đó luôn đó. Ừ đúng rồi, một cặp luôn đó. Rồi còn bây giờ này là phiên bản của Nhật và là hoạt hình.
Thì cái phiên bản Nhật hoạt hình này là được ra mắt ở bên Nhật cùng với thời điểm mà phiên bản live action của Hàn Quốc ra mắt luôn. Bây giờ Việt Nam mới chiếu trễ sau 2-3 tháng. Thì nhắc lại một xíu là cái Jose này là cái nguyên tác, nó là một cái tiểu thuyết ngắn ở Nhật và nó rất là thành công về doanh số. Nhật cũng đã từng làm một phim action và đạt rất nhiều giải thưởng. Năm vừa rồi, tức là cuối năm 20, thì Nhật quyết định là chuyển thể một lần nữa thành phiên bản anime, và song song với Hàn Quốc là chuyển thể là bản action. Thì những người mà thích cái phiên bản của Nhật hay là câu chuyện gốc thì em nghĩ chắc sẽ thích cái phiên bản anime này hơn, bởi vì cái tinh thần của anime này vẫn được giữ, dù em chưa xem nhưng mà xem trailer thì vẫn được giữ. Đó là cái cô gái rất là vui vẻ và tích cực, chứ không có kiểu tự ti đào sâu thế giới nội tâm như phiên bản Hàn Quốc. Phim xoay quanh cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Jose, một cô gái 24 tuổi khuyết tật, sống cùng với bà và vô cùng khép kín với cuộc sống bên ngoài. Jose đã luôn sống trong thế giới nhỏ của bản thân cho tới một buổi tối định mệnh khi cô được gặp cậu sinh viên Junio cứu trong một tai nạn. Mới đầu, Jose còn vô cùng cảnh giác với sự xuất hiện của Junio. Tuy nhiên sau đó, khi cậu sinh viên chứng minh được sự chân thành của mình, Jose đã dần mở lòng để Junio khám phá về thế giới bí mật của riêng cô. Về phần Junio, sự xuất hiện của Jose chính là bước ngoặt trong cuộc sống tưởng như đã được mặc định sẵn từng bước. Bộ phim hoạt hình này không dành cho các khán giả dưới 13 tuổi. Vâng, và sau cùng là bộ phim hoạt hình dành cho mọi đối tượng, bởi vì tên của nó nghe cái là đã thấy là ai cũng có thể xem được, mà đặc biệt là dành cho các bé, bộ phim Nào Mình Cùng Mơ. Thú thật là ban đầu khi thấy cái phim Nào Mình Cùng Mơ như hình ảnh đầu tiên á, thì mình không có kỳ vọng lắm, bởi vì nào giờ chỉ thích xem những cái phim hoạt hình của các studio lớn như là Disney, Pixar hay là DreamWorks thôi. Thì không ngờ là sau khi xem thử trailer của Nào Mình Cùng Mơ là một phim hoạt hình đến từ Đan Mạch, thì mình rất là bất ngờ, bởi vì cái chất lượng đồ họa của Đan Mạch bây giờ nó đã lên tay khá là nhiều. Những cái concept của bộ phim này như là công xưởng giấc mơ nè, những cái hình ảnh về sân khấu giấc mơ, một cái đường tàu chạy trong cái thế giới mà trong cái đầu của mình á, rồi những cái con thú vật nè, rồi cái nhóm tí hon tên là thợ xây mơ Dream Builder được tạo hình rất là chỉnh chu, rất là rõ ràng. Dù là nó không có phải là quá sáng tạo, nó vẫn ảnh hưởng chỗ này một chút, chỗ kia một chút, ví dụ như Inside Out hay là Minion. Và cái câu chuyện, cái concept thì nó lại giống giống Inception. Inception là một câu chuyện mang tính là, tất nhiên là nó là điện ảnh, nó là cuộc đấu thương trường của một người ăn cắp giấc mơ của người khác. Thì cái Nào Mình Cùng Mơ này chỉ nói về một cái cô gái có thể tiến vào cõi mơ, là cái nơi mà thấy được những cái giấc mơ của mọi người được tạo nên như thế nào. Nó là một cái bộ phim, nó có kịch bản, nó có đạo diễn, nó có diễn viên, và nó sẽ tác động đến chúng ta ở thế giới thực. Thì cái cô Mina này vì không hòa nhập được với cái cô chị em của mình là Jenny, cho nên là cổ đã làm một việc là sai khiến những thợ say mơ thay đổi giấc mơ của Jenny. Thì tất nhiên là việc này nó sẽ xảy ra những cái hệ lụy mà ai cũng biết, là nó sẽ khiến cho hai cô chị em gắn kết với nhau hơn. Thì câu chuyện này nó không có mới, nhưng thật sự là mình xem mình thấy nó đơn giản nhưng mà nó vừa đủ và nó khá là cảm động. Một câu chuyện về hai người chị em không thể gắn bó ở một cái độ tuổi dậy thì, nó vừa hợp với trẻ em mà nó cũng vừa hợp với thanh thiếu niên. Mình nghĩ là rất là hợp để cho gia đình cùng xem. Và trong phim có dùng âm nhạc không nhiều nhưng mà vừa đủ, chỉ có 2 bài, và nó rất là có cái tác dụng với bộ phim ấy. Đặc biệt là theo mình tìm hiểu thì cái bài hát chính của phim có cái nghĩa tiếng Anh là Days Without You, thì nó còn đạt được giải thưởng là Best Original Song trong cái giải thưởng phim Đan Mạch nữa. Cho nên mình thật sự đây là một cái tác phẩm phim hoạt hình dù không đến từ một studio lớn nhưng nó lại có một chất lượng rất là tốt, rất là ổn áp để mà có thể xem, mình đi xem với người yêu hay là dắt em đi xem hay là xem cả gia đình thì mình thấy cũng rất là tốt. Và đặc biệt là trong cái tuần lễ mà 6 phim ra mắt này đều rất là nhiều phim hardcore, phim hơi người lớn một tí, thì cái Nào Mình Cùng Mơ này là một phim rất là dễ thương.